Chào các bạn, hôm nay Quỳnh Mai nấu xôi nếp than. Các bạn nhìn xem, Mai có một tô nếp than. Cái tô này là hai chén nếp than đó các bạn. Thường thì nếp than này nấu xôi ra tuy là chín nhưng hộp nếp cứng, ăn ngay lập bập. Mai xin chia sẻ với các bạn bí quyết làm cho xôi nếp than mềm dẻo, ăn rất là ngon. Quỳnh Mai có hai chén nếp than, các bạn nhìn xem, đã được ngâm qua đêm rồi và xả ra rất là nhiều nước, như nó cũng còn màu đen rồi các bạn. Hộp nếp dài nè, hộp nếp dài. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ chia sẻ với các bạn. Đây là cái dĩa Quỳnh Mai sẽ đổ cái hai chén nếp than này ra. Đó, nó màu đen. Nếu mà chúng ta đem xôi thường thì nó chín nhưng mà ăn ngay lập bập, cứng chứ không có được mềm dẻo. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ chia sẻ cái bí quyết làm cho nó mềm dẻo, đó là Quỳnh Mai dùng hai chén nếp trắng trộn chung vô với lại hai chén nếp than. Đó là Quỳnh Mai làm theo cách của mình. Rồi các bạn trộn chung lại với nhau. Đó, cho đều. Nhớ là phải trộn cho đều để nó mới chín đều các bạn. Không có chỗ mềm, chỗ cứng. Đó. Trong khi trộn vậy, các bạn nêm một chút muối, chừng nửa muỗng cà phê muối hay là 1/3 muỗng cà phê muối các bạn, để cho nó mặn. Rồi Quỳnh Mai sẽ dùng cái đồ của Lào đó để xôi. Còn các bạn muốn xôi bằng sửng hay bằng chỏ thì cũng được. Đó, Quỳnh Mai đã trộn nó đều với nhau. Rồi, giờ bây giờ Quỳnh Mai sẽ đổ vô trong cái đồ của Lào và bắt đầu xôi nha các bạn. Các bạn chờ xem coi khi Quỳnh Mai nấu ra rồi nó sẽ như thế nào, mềm dẻo hay là còn vẫn còn cứng. Quỳnh Mai đã đem nếp than ra để xôi nè các bạn. Đó, các bạn thấy nếp trắng với lại nếp than trộn lẫn vào nhau. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đậy nắp lại và nấu nó. Sau vài chục phút thì chúng ta
sẽ thấy nếp than như thế nào nha các bạn. Mình nấu đậu để làm nhân cho sôi nếp than nè các bạn. Bây giờ nước đã sôi và đậu đã mềm, Quỳnh Mai sẽ chắc nước ra hông cho nó khô, rồi Quỳnh Mai sẽ làm xào nhân cho sôi. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đi chắc nước hông cho nó chín nha các bạn, rồi sau đó sẽ sơn. Bây giờ tới phần sơn đậu xanh nha các bạn. Đậu xanh chín Quỳnh Mai đã tán nó ra rồi, bây giờ sơn nó để ăn với xôi nếp than. Thì Quỳnh Mai sẽ đổ vào đây nửa lon nước cốt dừa đó. Nửa chén đường, tùy theo khẩu vị của gia đình bỏ đường nhiều hay ít. Nửa chén thôi, và nêm vào một chút xíu muối. Mai trộn cho nước cốt dừa với đậu xanh nó trộn lẫn nhau và để cho nó từ từ khô lại các bạn. Với đường, cái nhân này để lát mình để trên xôi rất là ngon béo các bạn. Mình trộn tới chừng nó khô lại thôi. Mình mai sẽ nêm vào một chút xíu muối. Nêm vào chút xíu muối nè các bạn. Khi mà nó gần khô lại thì cho vô một muỗng dầu ăn các bạn. Giờ nó còn ướt cái nước cốt dừa. Quỳnh Mai đã làm nhân xong rồi các bạn. Bây giờ cái đậu xanh rất là mềm dẻo ngon lắm các bạn ơi. Vừa ngọt mà vừa mịn nè. Để trét lên xôi rất là ngon. Có nước cốt dừa, có đường. Đó. Rất là ngon. Đó, các bạn nhìn xem. Vậy là xong phần nhân rồi nha các bạn. Nhân để trét lên xôi. Đó, quá ngon luôn. Mềm mịn ghê luôn. Nè các bạn nhìn xem.
đậu rất là ngon. Ngọt vừa phải chứ không có ngọt quá. Béo. Đậu xanh đã béo rồi mà còn cho nước cốt dừa vô béo dữ lắm. Rồi. Là xong phần nhân. Quỳnh Mai đã nấu xong xôi nếp than. Rất là ngon, mềm dẻo nè các bạn nhìn xem. Ăn với đậu xanh. Đó. Và mà dừa rồi, rám nạo có mè. Ở trong nếp thì cũng có dừa và trong cái nhân đậu xanh cũng có dừa. Và Quỳnh Mai kèm theo dừa nạo nữa, dừa rám bào nữa cho nó ngon. Các bạn nhìn xem. Đó. Nấu vậy nó rất là dẻo các bạn. Chứ nếp than thì nó khô lắm. Quỳnh Mai đã cho xôi vào trong trái tim. Đây là trái tim Quỳnh Mai dành cho các bạn đó. Các bạn dùng với Quỳnh Mai nha. Video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ và like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin chào tạm biệt các bạn.